Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Đón Tết độc thân đầu tiên kể từ khi sau khi ly hôn với Song Jong Ki, Song Hye Kyo sang tận Mỹ hẹn hò với hội bạn toàn nam giới. Khác với suy nghĩ của nhiều người, Song Hye Kyo đã đón năm mới khá thoải mái và vui vẻ bằng việc đi du lịch nước ngoài. Tết âm lịch năm nay là cái Tết độc thân đầu tiên của Song Hye Kyo kể từ khi cô ly hôn với Song Jong Ki, nên nhiều người cho nghĩ rằng nữ diễn viên sẽ không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Tuy nhiên, trong những ngày qua, có vẻ như bác sĩ Kang lại đón Tết một cách rất thoải mái, đơn giản. Mới đây, cô nàng còn sang Los Angeles, Mỹ, cùng với hội bạn thân khác giới toàn các nhiếp ảnh gia, stylist nổi tiếng. Cũng có khả năng nữ diễn viên sang Mỹ để chụp ảnh quảng cáo và hoặc hình tạp chí cùng ekip hùng hậu này. Trong bức ảnh được một người bạn đăng tải, Song Hye Kyo đang ngồi uống cà phê, ăn mặc đơn giản, để mặt mộc nhưng vô cùng xinh đẹp. Thời gian gần đây, Song Hye Kyo dù ở ẩn, dành nhiều thời gian đi du lịch nhưng nhiều người vẫn vô cớ bị vướng vào thị phi tình tay ba với tài tử Hyun Bin và Biren. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc lộ tin nhắn giữa Jang Dong-gun và Ju Jin-mo bị lộ. Mặc dù vậy, Song Hye Kyo vẫn không hề quan tâm đến tin đồn dù dân tình liên tục đặt ra những nghi vấn và bàn tán xôn xao.